Trước nay, chuyện nghệ sĩ chuyển hướng sang ăn mặc gợi cảm sexy để thay đổi hình tượng hoặc tạo thêm scandal trong giới showbiz không phải là chuyện lạ. Gần đây trong MV mới, nữ ca sĩ Bảo Thy đã lột xác hoàn toàn với hình ảnh vô cùng cuốn hút, gợi cảm và nóng bỏng. Ở tuổi 28, cô nàng búp bê của chúng ta mới đánh dấu sự trưởng thành chững chạc bằng cách thay đổi hình ảnh. Không chịu đánh đồng về việc thay đổi hình tượng sexy để đánh bóng tên tuổi, Bảo Thy đã gặp và trải lòng cùng giải trí 24 giờ ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi nhé! Đối với Thy, gợi cảm, sexy không phải là hở hang, nó hoàn toàn khác nhau. Đôi khi bạn mặc một bộ trang phục rất là thanh lịch, nhưng sự gợi cảm có thể toát lên từ ánh mắt, nụ cười hoặc từ cử chỉ điệu bộ của bạn, chứ không nhất thiết là bạn mặc đồ hở thì bạn mới có thể gọi là sexy được. MV I Am Sorry Baby mà Bảo Thy thể hiện là do nhạc sĩ Bảo Thạch sáng tác, được Alicia phối chill bop khá lạ tai. Cho MV lần này, cô lựa chọn xuất hiện hoàn toàn khác so với hình ảnh trước đây, rất nóng bỏng cùng phần trình diễn vũ đạo vô cùng cuốn hút. Hướng đi của Thy hoàn toàn khác biệt với tất cả mọi người, bởi vì nếu muốn chạy theo trào lưu thì Thy đã theo đuổi hình ảnh sexy từ năm Thy 23-24 tuổi rồi, nhưng đến nay thì mới quyết định chuyển mình như thế. Thy tin rằng khi mà mình đã quyết định chuyển hướng thì khán giả sẽ ủng hộ, bởi vì đây là một sự cả một quá trình suy nghĩ rất là nghiêm túc và sâu sắc để có thể mang đến cho khán giả một hình ảnh mới hấp dẫn hơn. Thy luôn muốn giữ hình ảnh của mình ở một mức độ an toàn, bởi vì nếu như mà có gì đó phá cách thì theo chiều hướng tốt đẹp thì nó sẽ là một trong những cái điều cực kỳ hay. Nhưng mà nếu sự phá cách đó làm cho chúng ta trở thành phản cảm hoặc có gì đó khiến cho khán giả không còn sự đồng thuận với mình thì đó là một quyết định hoàn toàn sai lầm. Thy luôn quan niệm thay đổi chậm mà chắc. Thy không cần sự nhanh chóng và vội vàng. Thy cần một cái gì đó nó nghiêm túc, nó lâu dài và bền vững. Với Bảo Thy, đây là một quyết định chậm mà chắc. Thay mặt giải trí 24 giờ, anh Đào xin chúc cho cô luôn giữ được hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ bằng những sản phẩm âm nhạc mới, chất lượng và đầy tâm huyết.